Thưa quý khán giả, tính đến thời điểm này, Hà Nội còn 6 trong số 31 trung tâm đăng kiểm hoạt động, Thành phố Hồ Chí Minh còn 10 trong tổng số 19 trung tâm hoạt động. Và đây là hình ảnh ùn ứ đến ngạt thở, xe nối xe, xếp hàng chờ ngày qua ngày để đến lượt đăng kiểm, khiến ai cũng ngán ngẩm. Trong bối cảnh xe đến hạn kiểm định trong tháng này tại Hà Nội là khoảng 69.000 phương tiện, trong khi khả năng đáp ứng chỉ 15%. Tương tự tại Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ số xe đến hạn dự kiến là 45.000, tuy nhiên đáp ứng chưa gần phần nửa. Hàng loạt trung tâm phải đóng cửa do sai phạm, tình trạng thiếu hụt nhân sự đang diễn ra trầm trọng. Dù rằng nguồn nhân lực được huy động tối đa, song vẫn không đủ để chi viện, nguy cơ đứt gãy hệ thống đăng kiểm xe cơ giới đang hiện hữu. Toàn quốc có 281 trung tâm đăng kiểm, trong đó có hơn 60 trung tâm tạm dừng hoạt động, gần 60 đơn vị bị dừng do phục vụ điều tra và không đủ điều kiện hoạt động. Hiện số đăng kiểm viên còn đang làm việc trên toàn hệ thống khoảng 1.500 người. Trong khi để duy trì hoạt động, cần ít nhất gần 2.000 người. Như vậy đang thiếu khoảng 500 đăng kiểm viên. Trước sự quá tải, nhiều cán bộ đang làm việc trong tình trạng tâm lý bất ổn, hoang mang lo sợ, mệt mỏi và áp lực dẫn đến giảm hiệu suất lao động. Số lượng nhân viên xin nghỉ việc, thôi việc ngày càng tăng, nhiều trung tâm tự thông báo dừng hoạt động. Tuy nhiên, để tuyển dụng một nhân viên thì từ lúc thông báo đến khi tổ chức thi tuyển, chấm điểm, công bố cần đến 2 tháng. Phải mất thời gian ít nhất 1 năm mới đủ điều kiện cấp chứng chỉ đăng kiểm viên thường. Đối với đăng kiểm viên bậc cao thì thời gian là 3 năm kinh nghiệm. Nhiều tỉnh, thành phố khác cũng đứng trước nguy cơ quá tải, khi cũng có những trung tâm đăng kiểm dừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra sai phạm. Tại Hòa Bình và Bắc Cạn cũng cần bổ sung cấp bách đăng kiểm viên do mỗi tỉnh chỉ có một trung tâm nhưng bị tạm dừng hoạt động. Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, hiện tại mỗi dây chuyền kiểm định trung bình chỉ có thể kiểm tra cho 40 xe một ngày, đạt hơn 60% công suất vì thiếu nhân sự. Trước thực trạng ô tô xếp hàng dài tại các trung tâm đăng kiểm, cho thấy những bất cập trong hệ thống đăng kiểm xe cơ giới ở Việt Nam, chúng ta cần làm gì để sớm đưa hoạt động đăng kiểm trở lại bình thường? Đây là câu hỏi không riêng của các cơ quan quản lý cũng như Cục Đăng kiểm Việt Nam, mà còn là mong mỏi của hàng triệu chủ phương tiện.